tất cả các em. Ở buổi học trước, thầy hướng dẫn các em dạng toán tìm giao tuyến của hai mặt phẳng. Hôm nay, thầy hướng dẫn các em dạng toán tìm giao điểm của một đường thẳng và một mặt phẳng. Khác hẳn với hình học giải tích phẳng, để tìm giao điểm của hai đường thẳng hoặc tìm giao điểm của đường thẳng với một đường khác, các em chỉ cần kẻ cắt nhau ở đâu thì đó chính là giao điểm. Hình học không gian chúng ta không làm như vậy được. Để tìm giao điểm của một đường thẳng và một mặt phẳng, chúng ta làm sao? Ngày hôm nay thầy cung cấp cho các em phương pháp để tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng. Trước khi vào dạng toán ngày hôm nay, thầy nhắc lại dạng toán ngày hôm trước, tìm giao tuyến của hai mặt phẳng. Bởi để tìm giao điểm của một đường thẳng và một mặt phẳng, thầy sẽ quy về bài toán tìm giao tuyến của hai mặt phẳng. Bây giờ thầy cho mình cùng vào phần lý thuyết. Thầy nhắc lại phần lý thuyết của bài toán tìm giao tuyến của hai mặt phẳng P và Q. Để các em tiện theo dõi dạng toán ngày hôm nay. Giao tuyến là gì? Giao tuyến là đường thẳng chung của hai mặt phẳng. Bây giờ thì cung cấp cho các em phương pháp để tìm đường thẳng chung này. Bước 1, các em xác định một điểm chung của hai mặt phẳng P và Q. Thầy gọi là điểm M. Em vào bài toán cụ thể thì điểm này có tên cụ thể. Các em hiểu chưa? Và chúng ta dùng ký hiệu như sau: P giao với mặt phẳng Q bằng điểm M. Các em lưu ý cho thầy là điểm M này thường đã có sẵn. Bây giờ thì cho mình cùng chuyển sang bước 2, tìm điểm chung thứ hai. Nếu mà thầy tìm được điểm chung thứ hai thì thầy nối với điểm chung thứ nhất này thì thầy được một đường thẳng. Và đường thẳng đó chính là đường thẳng chung của hai mặt phẳng. Hay nói cách khác chính là giao tuyến của hai mặt phẳng. Bước 2. Tìm điểm chung thứ hai của hai mặt phẳng. Để chờ chúng ta phải tìm chứ không có sẵn như ở bước 1. Các em làm như sau. Thứ nhất, các em chỉ ra đường thẳng A nằm trong mặt phẳng P. Các em chỉ ra một đường thẳng A nằm trong mặt phẳng P. Sau đó các em lại chỉ ra một đường thẳng B nằm trong mặt phẳng Q. Nhưng các em lưu ý sao cho AB, được chưa, cùng thuộc một mặt phẳng trên hình vẽ, thường là mặt đáy hoặc mặt bên hoặc mặt phẳng chéo. Được chưa các em? Tiếp theo, các em chỉ cần xác định giao điểm của A và B thì giao điểm đó chính là điểm chung thứ hai nhá. Xác định giao điểm, thầy gọi là điểm N của A và B. Thì từ đây thì suy ra N thuộc cả hai mặt phẳng P, Q. Hay là N là điểm chung thứ hai của hai mặt phẳng P, Q. Có được hai điểm chung thì từ đây thì suy được ra giao tuyến của hai mặt phẳng P, Q chính bằng đường thẳng MN. Đây là ký hiệu giao tuyến của hai mặt phẳng. Được chưa các em? Thế câu hỏi đặt ra ở đây là trong trường hợp mà chưa có sẵn điểm M thì chúng ta làm là sao? Thì các em lưu ý thầy nhé, nếu chưa có sẵn điểm M ở bước 1 thì các em sẽ thực hiện hai bước số 2 để tìm ra hai điểm chung. Và khi đó các em nối lại thì các em sẽ được đường thẳng chung, chính là giao tuyến. Để cho các em. Và chú ý số 2 ở đây là gì? Chú ý số 2 ở đây là gì? Trong trường hợp
mà hai mặt phẳng của chúng ta không có sẵn đường thẳng A và đường thẳng B cùng nằm trong một mặt phẳng, khi đó chúng ta làm sao? À, khi đó các em nhớ nhé, chúng ta sẽ chọn một mặt phẳng thứ ba trên hình vẽ tham gia. Thầy sẽ đi tìm giao tuyến của mặt phẳng thứ ba này với mặt phẳng B, thì được một giao tuyến. Tiếp theo thầy sẽ tìm giao tuyến của mặt phẳng thứ ba này với mặt phẳng Q, được giao tuyến thứ hai. Thầy tìm giao điểm của hai giao tuyến này, thì giao điểm đó chính là điểm chung của hai mặt phẳng P và Q. Được chưa các em? Rồi, và các em lưu ý cho thầy, cái mặt phẳng thứ ba này là chúng ta được chọn tùy ý trên hình vẽ. Chọn sao cho mà gì? Dễ tìm giao tuyến với mặt phẳng P và dễ tìm giao tuyến với mặt phẳng Q. Nghĩa là mặt phẳng thứ ba này phải có nhiều điểm chung với hai mặt phẳng này. Được chưa? Đấy là nội dung của bài học hôm trước mà thầy đã hướng dẫn các em bài toán tìm giao tuyến của hai mặt phẳng. Bạn nào mà chưa theo dõi buổi học hôm trước thì các em có thể theo dõi lại. Được chưa? Bây giờ thì cho mình cùng vào nội dung của buổi học ngày hôm nay. Đó là gì? Tìm giao điểm của một đường thẳng và một mặt phẳng. Thầy chuyển sang phần nội dung số 2. Trước khi vào nội dung này thì thầy cung cấp cho các em lý thuyết sau nhé. Thế đây. Thấy chưa? Nếu thì có đường thẳng A nằm trong mặt phẳng P, điểm M thuộc đường thẳng A, thì từ đây thì suy ra M sẽ thuộc mặt phẳng P. Bây giờ thì cho mình cùng vào nội dung của bài toán. Ba bài toán. Tìm giao điểm của đường thẳng D. Giao điểm thì viết tắt điểm của đường thẳng D và mặt phẳng P. Tìm giao điểm của đường thẳng D và mặt phẳng P. Được chưa? Các em làm như sau. Bước thứ nhất, bước 1. Các em gắn đường thẳng D vào một mặt phẳng Q trên hình vẽ nha. Gắn đường thẳng D vào một mặt phẳng Q trên hình vẽ. Sao cho mặt phẳng Q có một điểm chung với mặt phẳng P. Sao cho mặt phẳng Q có một điểm chung với mặt phẳng P. Sao cho mặt phẳng Q có một điểm chung với mặt P khác các đỉnh của đáy nha. Khác các đỉnh của đáy. Các em phải chọn mặt phẳng Q làm sao mà gì có điểm chung với mặt phẳng P, nhưng cái điểm chung đấy là phải khác các đỉnh của đáy. Được chưa các em? Rồi. Và mặt phẳng Q này là các em được chọn bất kỳ nhá, bất kỳ, nhưng phải đảm bảo cho thầy là gì? Sao cho mặt phẳng Q có một điểm chung với mặt phẳng P, và cái điểm chung đó là phải khác với các đỉnh của đáy, không trùng với các đỉnh của đáy. Được chưa? Sau bước 1 rồi, các em chuyển sang bước số 2. Bước số 2. Các em đi tìm giao tuyến của hai mặt phẳng P và Q nhá. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng P và Q. Thế bài toán tìm giao tuyến của hai mặt phẳng thì thầy đã nhắc lại cho các em ở nội dung thứ nhất. Đúng chưa? Rồi. Và thầy giả sử là giao tuyến đó là đường thẳng D phải. Q bằng đường thẳng D phải. Đấy. Thế giả sử giao tuyến là D phải. Được chưa? Thì chuyển sang bước số 3. Các em đi tìm giao điểm của đường thẳng D với đường giao tuyến D phải này, thì giao điểm đó chính là giao điểm của đường thẳng D và mặt phẳng P. Tìm giao điểm của D và giao tuyến
D'. Từ đây thì suy được ra giao điểm đó. Đó. Là giao điểm của đường thẳng D với mặt phẳng P nha. Là giao điểm cần tìm. Thì viết tắt cần tìm. Được chưa các em? À, vậy là để tìm được giao điểm của một đường thẳng và một mặt phẳng, các em nhớ cho thầy là có 3 bước. Bước đầu tiên là thầy cho mình gắn đường thẳng đó vào một mặt phẳng, cụ thể là mặt phẳng Q trên hình vẽ. Các em lưu ý cho thầy là gì? Cái mặt phẳng này các em được chọn tùy ý, nhưng sao cho cái mặt phẳng Q này là gì? Có một điểm chung với mặt phẳng P, và cái điểm chung đó các em phải nhớ nhá, là không trùng với, được chưa? Các đỉnh của đáy hay là khác các đỉnh của đáy. Được chưa các em? Sau khi các em đã gắn vào mặt phẳng Q rồi thì các em chuyển sang bước số 2 là các em sẽ đi tìm giao tuyến của mặt phẳng P với mặt phẳng Q mà thầy cho mình gắn đó. Thì phương pháp tìm giao tuyến thì thầy đã cung cấp cho các em rồi ở buổi học trước, rất cụ thể, rất nhiều ví dụ rồi. Đấy. Sau khi các em tìm được giao tuyến rồi thì các em chuyển sang bước số 3, các em chỉ cần tìm giao điểm của đường thẳng D và cái đường giao tuyến đó. Được chưa? Thì cách tìm thì giống như hình học phẳng thôi, các em kéo ra cắt nhau ở đâu thì đó chính là giao điểm. Thì cái giao điểm đó chính là giao điểm của đường thẳng D và mặt phẳng P mà chúng ta đang cần tìm. Được chưa? À, vậy là thầy đã cung cấp cho các em phương pháp để tìm giao điểm của một đường thẳng và một mặt phẳng. Bây giờ thì cho mình cùng vận dụng phương pháp này để làm một số ví dụ. Thầy cho mình cùng vào ví dụ thứ nhất. Cho hình chóp SABCD. Có đáy ABCD là tứ giác có các cặp cạnh đối không song song. Y là một điểm bất kỳ thuộc SA. Tìm giao điểm của ý thứ nhất SD và mặt phẳng IBC. Y xoay IC và mặt phẳng SBD. Các em nhắc thật nhanh cho thầy. Các em xong chưa? Trước tiên thầy cho mình cùng phác họa hình vẽ. Kỹ thuật vẽ hình không gian thì thầy đã hướng dẫn các em ở buổi học trước rồi. Bây giờ thầy cho mình cùng tiến hành dựng hình chóp SABCD. Để dựng được hình chóp SABCD, thầy cho mình dựng đáy trước. Đáy là một tứ giác có các cặp cạnh đối không song song. A, B, C, D. Thầy chọn cạnh dài nhất AD nằm nét đứt, nằm ngang. Để cho các em. Sau đó các em lấy một điểm S nằm ngoài đáy. S. Các em nối S với các đỉnh của đáy. Nha. Đường nào nhìn thấy thì biểu diễn bằng nét liền. Không nhìn thấy thì biểu diễn bằng nét đứt. Khi đó thì có được hình chóp SABCD thỏa mãn yêu cầu bài ra. Y là một điểm bất kỳ thuộc SA. Các em lưu ý khi lấy một điểm bất kỳ thì các em không nên lấy điểm đặc biệt ở đây nha. Vậy là thầy tránh trung điểm ra. Y. Thầy cho mình cùng tiến hành câu thứ nhất, đó là tìm giao điểm của đường thẳng SB và mặt phẳng IBC. Thì nối Y với B. Đường này nhìn thấy biểu diễn nét liền. IC nằm bên trong hình không nhìn thấy biểu diễn nét đứt. Được chưa? Thầy đánh dấu mặt phẳng IBC để các em dễ nhìn. Mới nhìn thì thấy rằng gì? SD này không thấy giao điểm gì với mặt phẳng IBC cả. Nhưng không phải, các em lưu ý nhé, mặt phẳng là người ta trải rộng ra ba phía, được chưa, và không có giới hạn. Do đó chắc chắn đường SD này của chúng ta sẽ cắt mặt phẳng IBC. Bây giờ thì cho mình sẽ đi tìm giao điểm đó. Phương pháp chỉ ra rằng bước thứ nhất, gắn đường SD vào một mặt phẳng trên hình vẽ. Nhưng các em lưu ý là gì? Các em chọn cái mặt phẳng, làm sao mặt phẳng này phải có điểm chung với mặt phẳng IBC, và cái điểm chung đó là gì?
không trùng với các đỉnh của đáy, không trùng đỉnh A, không trùng đỉnh B, không trùng đỉnh C, cũng không trùng đỉnh D. Được chưa? Thế bây giờ thầy cho mình cùng quan sát hình vẽ nhé. SD này thì thầy có thể gắn vào các mặt phẳng như sau. SD gắn vào mặt phẳng SCD là một này. SD gắn vào mặt phẳng SAD là hai này. SD này cũng có thể gắn vào mặt phẳng SBD nếu thầy nối B với D. Được chưa các em? Bây giờ thầy cho mình sẽ chọn ra một mặt phẳng đảm bảo cái yêu cầu là gì? Có điểm chung với mặt phẳng IBC và điểm chung đó là không trùng với các đỉnh của đáy. Thế các em sẽ chọn mặt phẳng nào? À, ví dụ là gì? Mặt phẳng SCD này là có điểm chung với mặt phẳng IBC này, chính là điểm C. Điểm C này là trùng với đỉnh của đáy rồi, không được, đúng không? Rồi mặt phẳng gì? SBD này để có điểm chung với mặt phẳng IBC chính là điểm B. Điểm B này cũng trùng với đỉnh của đáy, không được. Vậy thì còn mặt phẳng nào thôi? À, còn mặt phẳng là SAD. Mặt phẳng này có điểm chung với mặt phẳng IBC chính là điểm Y. Điểm Y này không phải là đỉnh của đáy, đúng chưa? Vậy là mặt phẳng quy trong phần lý thuyết của thầy chính là mặt phẳng gì? SAD. Vậy là thầy đã chọn được mặt phẳng và đã xong bước thứ nhất. Thầy trình bày như sau, các em quan sát. Dạ. Ý thứ nhất này, tìm giao điểm của SD cái mặt phẳng gì IBC thì dùng ký hiệu nhé. Dùng ký hiệu. Bước thứ nhất, thầy có SD nằm trong mặt phẳng SAD. Đây là ký hiệu thay cho câu văn là gì? Gắn SD vào mặt phẳng SAD. Được chưa? Chuyển sang bước số 2. Bước số 2, các em sẽ đi tìm giao tuyến của hai mặt phẳng SAD và IBC nhé. Tìm giao tuyến của mặt phẳng SAD IBC. Thì bài toán tìm giao tuyến của hai mặt phẳng thì thầy đã hướng dẫn các em ở buổi học trước rồi. Và thầy đã nhắc lại phần lý thuyết đầu giờ. Bây giờ thì cho mình cùng tiến hành tìm giao tuyến của hai mặt phẳng này. Thì bước thứ nhất là gì? Xác định một điểm chung của hai mặt phẳng này. SAD này, IBC có điểm chung là điểm Y. Đúng chưa các em? Rồi, thì có này. SAD này giao mặt phẳng gì? IBC này bằng điểm chung Y. Điểm này có sẵn. Đúng chưa? Tiếp theo thì cho mình sẽ đi tìm điểm chung thứ hai của hai mặt phẳng này. Thế để tìm điểm chung thứ hai của hai mặt phẳng này, phương pháp chỉ ra rằng chúng ta sẽ chỉ ra một đường thẳng nằm trong mặt phẳng SAD, chỉ ra một đường thẳng nằm trong mặt phẳng IBC. Nhưng các em lưu ý nhé, hai cái đường thẳng mà thầy cho mình nhặt ra này phải gì? Cùng nằm trong một mặt phẳng, thường thì là mặt đáy hoặc mặt bên hoặc mặt chéo. Được chưa? Giờ thì bây giờ các em quan sát cho thầy trên hình vẽ này. Mặt phẳng SAD này, IBC. Thầy thấy rằng gì? AD nằm trong mặt phẳng SAD. Đúng chưa? BC nằm trong mặt phẳng IBC. Hai đường AD, BC cùng nằm trong mặt phẳng đáy. Vậy là các em chỉ cần đi tìm giao điểm của hai đường AD và BC thì giao điểm đó chính là điểm chung thứ hai. Được chưa? Rồi thầy sẽ tìm giao điểm như sau. Thầy vẽ tay thôi. Thầy gọi giao điểm này là điểm E. Thì E là điểm chung thứ hai. Thì trình bày như sau. Thì có AD nằm trong mặt phẳng SAD. Được chưa? BC nằm trong mặt phẳng IBC. AD
phẩy BC cùng nằm trong mặt phẳng đáy ABCD. Từ ba lý do này thì suy ra thì viết xuống dưới đây. Giao điểm E của hai đường thẳng gì? AD này, phẩy này, BC này là điểm chung của hai mặt phẳng. Là điểm chung của hai mặt phẳng. Mặt phẳng. Mặt phẳng gì đây? Thì viết ở đây nhá. Mặt phẳng gì? SAD và IBC. Được chưa các em? Như vậy là thầy có được hai điểm chung. Từ đây thì suy ra giao tuyến của hai phẳng SAD IBC chính là IE. Đừng nghe. Nối hai điểm chung này lại. Được chưa? Thì các em quan sát thì nối như sau. Nhìn nhá. Đấy, được chưa các em? IE chính là giao tuyến. Và sau khi các em nối xong thì chúng ta có rất nhiều đường sẽ không nhìn thấy nữa và biến thành đứt. Thế các em nhìn vào đây, các đường sau là sẽ biến thành đứt này. Ở đây các em nhìn này. Đấy, đoạn này cũng biến thành đứt hết. Chúng ta sẽ không nhìn thấy nữa. Đúng không? Thì thầy diễn diễn bằng đứt. Được chưa các em? Rồi, thầy đã tìm được giao tuyến của hai mặt phẳng. Bây giờ thầy chỉ cần đi xác định giao điểm của đường SD và giao tuyến IE này. Thì giao điểm đó chính là giao điểm của đường thẳng SD với mặt phẳng IBC. Bước 3. Thầy gọi điểm G. G là giao điểm của SD và giao tuyến IE nha. Đó chính là điểm G đây. Giao điểm của SD và giao tuyến IE. Đúng không? Thì từ đây thì suy được ra giao điểm của đường thẳng SD với mặt phẳng gì? IBC chính là điểm G. Đúng không các em? Chính là điểm G. Như vậy là thầy đã hoàn thành cho các em xong ý thứ nhất, tìm giao điểm của đường thẳng SD với mặt phẳng IBC. Bây giờ thì cho mình cùng chuyển sang ý số 2. Đó là gì? Tìm giao điểm của IC với mặt phẳng SBD. Và thầy sẽ xóa bờ, vớt cái hình này đi nhá, để lấy lại cái hình ban đầu. Nhưng khi trình bày thì các em lưu ý là chúng ta không được xóa, chúng ta vẫn giữ nguyên cái hình đó nhá. Và các em vẽ cái hình nó to ra thì các em dễ nhìn. Ý số 2 là tìm giao điểm của IC với mặt phẳng gì? SBD. Thì nối B với D, các em quan sát này. BD. Thế đường BD này nằm trong hình vẽ, các em biểu diễn bằng nét đất. Các em đừng lầm tưởng là gì? Vẽ như thế này nghĩa là giao điểm của IC với BD là ở đây. Không phải nhá, không phải đâu các em ạ. Đấy. Bây giờ thầy cho mình phải sử dụng phương pháp mà thầy cung cấp để tìm giao điểm của IC với mặt phẳng SBD. Bước thứ nhất là gì? Bước thứ nhất, các em phải gắn IC vào một mặt phẳng trên hình vẽ, gọi là mặt phẳng quy. Đúng không? Thì bây giờ các em nhìn cho thầy xem IC có thể gắn vào các mặt phẳng nào trên hình vẽ đây. IC thì có thể gắn vào mặt phẳng gì? IBE. Hoặc là thầy sẽ gắn vào mặt phẳng gì? SAC nếu mà thầy nối ABC. Có đúng không các em? Rồi. Bây giờ nhiệm vụ của thầy cho mình là chọn trong hai mặt phẳng đấy ra một mặt phẳng. Các em lưu ý là cái mặt phẳng quy của chúng ta nó phải đảm bảo là gì? Có điểm chung với mặt phẳng SBD này, và cái điểm chung đó là không được trùng với các đỉnh của đáy. Được chưa? Rồi, thì nếu mà thầy chọn cái mặt phẳng quy là mặt phẳng IBE này. IBE. Thì mặt phẳng IBE này
Có điểm chung với mặt phẳng SBD chính là điểm B. Điểm B là chính là đỉnh của đáy rồi. Vậy không được. Vậy là mặt phẳng Q trong phần lý thuyết của chúng ta chính là mặt phẳng SAC. Đúng chưa? Mặt phẳng SAC này có điểm chung với mặt phẳng SBD chính là điểm S. Điểm S này không phải là đỉnh của đáy. Đúng chưa các em? Rồi vậy thầy đã xác định được mặt phẳng mà chúng ta cần gắn IC vào. Và thầy trình bày như sau, các em quan sát. Thầy cho mình đang cần B nhá, thầy cho mình đang cần tìm giao điểm của IC này với mặt phẳng diện SBD. Đúng chưa? Bước thứ nhất, bước 1 này. Thầy gắn IC này vào mặt phẳng là gì? SAC. Và thầy dùng ký hiệu toán học đây. Được chưa? Đấy, ký hiệu toán học này thay cho cái câu là gì? Gắn IC vào mặt phẳng SAC. SAC. Được chưa các em? Rồi chuyển sang bước số 2. Bước 2 là thầy cho mình sẽ đi tìm giao tuyến. Tìm giao tuyến, đúng không? Của hai mặt phẳng SAC và SBD. Đấy, phải đi tìm giao tuyến này. Thế để tìm giao tuyến của hai mặt phẳng thì phương pháp thầy đã hướng dẫn các em rồi. Trước tiên xác định một điểm chung của hai mặt phẳng này. SAC, SBD chính là điểm S. Đúng chưa? Vậy thì trình bày như sau. Có SAC này giao với phẳng SBD bằng điểm S. Đấy, điểm này là có sẵn. Phải chưa? Tiếp theo thì cho mình sẽ tìm giao điểm hay là điểm chung thứ hai. Nếu mà các em tìm được điểm chung thứ hai thì nối với điểm chung S này là chúng ta có được giao tuyến. Thì cách tìm điểm chung thứ hai thì như trong phần lý thuyết thầy đã trình bày, chúng ta sẽ chỉ ra một đường thẳng nằm trong mặt phẳng SAC, chỉ ra một đường thẳng nằm trong mặt phẳng SBD. Nhưng các em lưu ý cho thầy là gì? Hai cái đường thẳng chỉ ra này phải cùng thuộc một mặt phẳng, thường thì mặt đáy hoặc là mặt bên. Thế bây giờ các em quan sát hình vẽ này. Mặt phẳng SBD, đúng không? Mặt phẳng SAC. Thế thì có hai đường là gì? BD nằm trong phẳng SBD, AC nằm trong mặt phẳng SAC. Hai đường AC và BD này nó cùng nằm trong mặt phẳng đáy. Vậy là thầy chỉ cần đi tìm giao điểm của hai đường này thì giao điểm đó chính là điểm chung thứ hai. Các em hiểu chưa? Rồi thế thì gọi cái giao điểm của hai đường thẳng là AC và BD này chính là điểm O đi. Thì O chính là điểm chung thứ hai. Các em hiểu chưa? Rồi bây giờ thầy cho mình cùng trình bày nhé. Thầy có này. AC thì nằm trong mặt phẳng SAC. Rồi BD thì nằm trong mặt phẳng SBD. Đúng không? AC phải BD. Đấy, cùng nằm trong phẳng đáy ABCD. Các em lưu ý là phải đảm bảo là hai đường thẳng này phải cùng nằm trong một mặt phẳng. Đấy, cụ thể trong bài toán chúng ta là cùng nằm trong một phẳng đáy. Thế từ ba lý do này thì sẽ suy ra giao điểm O của AC và BD. BD là điểm chung của hai mặt phẳng. Là điểm chung. Chung của hai mặt phẳng là gì? SAC và SBD. Như vậy là thầy cho mình có được hai điểm chung, một điểm chung là S, một điểm chung là O. Từ đây thầy suy được ra giao tuyến của hai mặt phẳng, đúng không? SAC SBD chính bằng SO. Được chưa? Thế cái đường SO này là nằm trong hình vẽ, không nhìn thấy. Do đó thầy cho mình sẽ biểu diễn bằng nét đứt. Các em nhìn nhé. Được chưa? Vậy là thầy đã hoàn thành xong bước số 2. Bước số 2. Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang bước số 3. Trong phần lý thuyết thầy trình bày là chúng ta sẽ đi tìm giao điểm hay là xác định giao điểm của đường IC này với giao tuyến vừa rồi chúng ta tìm được. Hiểu chưa? Chính là với SO. Thì cái giao điểm đó chính là giao điểm của IC với mặt phẳng SBD. Thầy có được ngay, thầy gọi cái giao điểm này là điểm K. Phải chưa? Thì K ở đây chính là giao điểm của IC và mặt phẳng SBD.
Thì trình bày như sau. Thì gọi K là giao điểm của IC và giao tuyến SO. Đấy à? Thì từ đây thì suy được ra giao điểm của IC và mặt phẳng SBD của chúng ta chính bằng điểm K. Vậy là thầy đã tìm được giao điểm của đường thẳng IC với mặt phẳng SBD. Và cách tìm là như vậy. Sẽ thực hiện 3 bước như trong phần lý thuyết thầy đã trình bày. Đúng không? Vậy các em phải nhớ thầy nhé. Phương pháp tìm mới là quan trọng. Vì chỉ cần có phương pháp thì thầy cho mình sẽ giải quyết được ý A, ý B một cách rất đơn giản. Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang ví dụ khác. Ví dụ số 2, cho hình chóp SABCD. Của đáy là hình bình hành tâm O. Gọi MN lần lượt là trung điểm của SB, AD và G là trọng tâm của tam giác SAD. Tìm giao điểm của ý thứ nhất, GM với mặt phẳng ABCD chính là mặt phẳng đáy. Ý số 2, tìm giao điểm của AD với mặt phẳng OMG. Kem nháp thật nhanh chưa thầy? Kem xong chưa? Trước tiên thầy cho mình cùng phác họa hình chóp SABCD. Có đáy là hình bình hành. Kem dựng cho thầy hình bình hành có hai nét đứt. A, B, C, D. Sau đó các em lấy điểm S nằm ngoài đáy nhé. Các em lấy điểm S nằm ngoài đáy. S nằm ngoài đáy. Các em lưu ý là thầy cho mình đang đứng ở góc C này, quan sát hình vẽ. Do đó là cái cạnh SA là thầy cho mình sẽ không nhìn thấy. Vậy biểu diễn bằng nét đứt. Còn cạnh SD nhìn thấy, biểu diễn bằng nét liền. Rồi, SC nhìn thấy, SB nhìn thấy, được chưa các em? O là tâm của đáy. O. Thì cho mình cùng dựng gì? Điểm M, N, G. M, N. Được chưa? Rồi. Để dựng điểm G, G là trọng tâm của tam giác S, A, D. Có hai cách dựng. Là các em sẽ đi dựng hai đường trung tuyến giao nhau thì chính là trọng tâm G. Hoặc là các em chỉ cần dựng một đường trung tuyến thôi. Thì dựng đường trung tuyến. Sau đó thì chia đường trung tuyến S, N này thành 3 phần nhá. Thì thầy sẽ có được điểm G. G nằm đây. Được chưa? Rồi. Nhiệm vụ của thầy cho mình ở đây là gì? Đi tìm giao điểm của GM. GM. Cái ý này. GM. Đúng chưa? Với mặt phẳng A, B, C, D. Đây chính là ý thứ nhất. Rồi này. Ý thứ nhất là tìm giao điểm của GM với mặt phẳng gì? A, B, C, D. Phương pháp thầy đã cung cấp cho các em gồm 3 bước rất rõ ràng. Bước thứ nhất là các em phải gắn cái đường GM này vào một mặt phẳng trên hình vẽ. Thế các em sẽ gắn vào mặt phẳng nào đây? À đúng rồi, các em chỉ có thể gắn vào mặt phẳng gì? S, B, N được thôi. Đúng không? Vậy các em nối cho thầy. Được chưa? À, thầy có bước 1 này. Thầy có G, M nằm trong mặt phẳng gì? S, B, N. Chuyển sang bước số 2 là thầy cho mình sẽ đi tìm giao tuyến của mặt phẳng S, B, N với mặt phẳng A, B, C, D.
Thế các em tìm được ngay giao tuyến chính là BN. Đúng không? Rồi, vì sao? À, vì BN là đường thẳng chung của hai mặt phẳng này. Đúng không? Rồi nhé, thì có bước 2 này. Là thì có giao tuyến của hai mặt phẳng SBN và ABCD chính bằng BN. Bước thứ 3 là thầy cho mình sẽ đi tìm giao điểm của đường GM với cái giao tuyến BN này. Thì giao điểm đó chính là giao điểm cần tìm. Được chưa? Rồi các em kéo dài ra. À, các em cùng kéo dài này. Được chưa? Và thầy gọi cái giao điểm này là điểm gì? Là điểm Y đi. Phải không? Chuyển sang bước 3 này. Và thầy gọi Y là giao điểm của GM với cái giao tuyến là gì? BN. Thì từ đây thì suy được ra giao điểm của GM với mặt phẳng ABCD chính là bằng điểm Y. Vậy là thầy đã hoàn thành cho các em xong ý thứ nhất. Được cho các em. Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang ý số 2. Ý số 2 thì cho mình cùng tìm giao điểm của AD với mặt phẳng gì? OMG. À, thầy nối này, em nhìn này. OM là đường thẳng nằm trong, hình vẽ không nhìn thấy, biểu diễn đã đứt. Tương tự như vậy, OG đã biểu diễn đã đứt. Để cho các em. Và thầy đánh dấu mặt phẳng này để các em nhìn cho dễ nhé. OG. Được chưa? Nhiệm vụ của thầy cho mình là đang cần tìm giao điểm của AD với mặt phẳng OMG. Thế phương pháp chỉ ra rằng gì? Bước thứ nhất phải gắn AD này vào một mặt phẳng trên hình vẽ. Sau đó tìm giao tuyến của mặt phẳng này với mặt phẳng OMG. Tìm được giao tuyến rồi thì các em tìm giao điểm của giao tuyến với AD. Thì giao điểm đó chính là giao điểm cần tìm. Các em hiểu chưa? Thế bây giờ các em quan sát cho thầy xem là AD này chúng ta sẽ gắn vào được những mặt phẳng nào trên hình vẽ. Thế AD này, thầy có thể gắn được vào mặt phẳng SAD. Thế mặt phẳng SAD này là có điểm chung với mặt phẳng OMG là điểm G. Phải chưa các em? Hoặc là AD này có thể gắn vào mặt đáy là ABCD. Mặt đáy này có điểm chung với mặt phẳng OMG là điểm O. Được chưa? À, vậy chúng ta sẽ chọn mặt phẳng nào? Thì các em lưu ý cho thầy với bài này là chúng ta chọn được cả hai mặt phẳng đều được hết. Cả hai mặt phẳng đều được hết. Thế nhưng mà thường nếu có mặt đáy thì chúng ta sẽ chọn mặt đáy. Vì việc tìm giao tuyến của một mặt phẳng với mặt đáy thì nó dễ hơn. Các em hiểu chưa? À, vậy là chúng ta sẽ chọn mặt đáy ABCD. Và thầy có lời giải cụ thể như sau. Các em quan sát. Ý số 2 này. Đó là tìm giao điểm của AD này với gì? Mặt phẳng OMG. Thì cái bước 1 ở đây là thầy có, hay là khác là thầy gắn AD vào mặt đáy ABCD. ABCD. Ở bước số 2 là thầy cho mình sẽ đi tìm giao tuyến, của mặt phẳng ABCD với là mặt phẳng OMG. Phương pháp tìm giao tuyến thì thầy đã hướng dẫn các em rất cụ thể. Đúng không? Bây giờ thầy cho mình cùng tìm giao tuyến. Thứ nhất là thầy có được một điểm chung có sẵn là điểm O. Phải chưa? Rồi. Thầy có. Mặt phẳng ABCD giao với mặt phẳng OMG bằng điểm O có sẵn. Bây giờ thầy cho mình sẽ đi tìm điểm chung thứ hai. Nếu tìm được điểm chung thứ hai thì các em nối hai điểm chung này lại thì chúng ta sẽ có được giao tuyến. Thế cách tìm điểm chung thứ hai theo phương pháp tìm giao tuyến thì từ hai mặt phẳng này này
Các em sẽ chỉ ra mỗi mặt phẳng một đường thẳng. Được chưa? Nhưng mà hai cái đường thẳng chỉ ra đấy phải đảm bảo là phải thuộc cùng một mặt phẳng. Sau đó các em tìm giao điểm của hai đường thẳng này. Thì giao điểm đó chính là điểm trung thứ hai. Thế các em quan sát cho thầy này, mặt phẳng này O M G này, mặt đáy A B C D. Thầy có nhá. GM nằm trong mặt phẳng OMG. BN nằm trong mặt phẳng đáy ABCD. Hai đường GM BN đều nằm trong mặt phẳng gì? SBN. Vậy là thầy sẽ đi tìm giao điểm của hai đường này thì chính là điểm trung thứ hai, và giao điểm hai đường này chính là điểm Y. Ở IA thì cho mình đã làm. Đúng chưa? Đấy. À, vậy là thầy đã tìm được điểm trung thứ hai. Đấy là theo phương pháp. Thế nhưng bây giờ thầy sẽ gì? Sử dụng kết quả câu trên để thầy tìm điểm trung, và thầy khẳng định đó chính là điểm Y nhá. Rồi thầy làm như sau, các em nhìn này. Thầy có GM giao với mặt phẳng AB CD là làm bằng điểm gì? Y theo trên. Thế từ đây thì suy được ra Y là phải thuộc gì? Mặt phẳng A, B, C, D. Cũng đúng không? Rồi thầy lại suy được ra Y là phải thuộc gì? GM. Phải chưa? Thế nhưng mà GM đấy, nằm trong mặt phẳng là gì? OMG. Đúng chưa? Vậy là theo phần lý thuyết mà thầy đã trình bày đấy, thì từ đây thì suy được ra Y là phải thuộc mặt phẳng gì? OMG. Các em nhìn nhá, Y thuộc mặt đáy ABCD, Y lại thuộc mặt phẳng OMG. Vậy là Y là điểm trung thứ hai của hai mặt phẳng này. Từ đây suy ra gì? Mặt phẳng ABCD giao với mặt phẳng OMG bằng điểm Y. Có được hai điểm chung thì từ đây thầy suy được ra giao tuyến còn phẳng ABCD là phẳng OMG bằng gì? Bằng OI. Được chưa? Bây giờ nhiệm vụ của thầy cho mình là cùng nối O với Y nhé. Nối O với Y. Các em quan sát thầy nối như sau. Các em đặt thước, các em nối thì nó thẳng hơn. Còn thầy vẽ bằng tay. Đấy, được chưa? Ở nơi O với Y. À, tiếp theo là thầy sẽ đi tìm giao điểm của A, D này với giao tuyến là OI nhá. Rồi, chính là thầy gọi cái giao điểm này là điểm gì? Là điểm G. Đúng không? Chúng ta chưa dùng điểm G. Điểm G. Thì G chính là giao điểm của AD với mặt phẳng OMG. Trên nút 3. Thầy gọi G là giao điểm của AD với cái giao tuyến OI. Từ đây thầy suy được ra là gì? AD giao với mặt phẳng OMG nhá, chính bằng điểm G. Vậy là thầy đã tìm được giao điểm của đường thẳng gì? AD với mặt phẳng OMG theo phương pháp mà thầy đã trình bày cho các em. Các em về nhà phải xem lại thật kỹ phần phương pháp mà thầy đã trình bày và các ví dụ mà thầy đã hướng dẫn các em. Được chưa? Vận dụng vào các bài tập tương tự. Ví dụ số 2 cũng là ví dụ cuối cùng của buổi học ngày hôm nay. Thầy hy vọng rằng với phương pháp mà thầy cung cấp cho các em sẽ giúp các em tự tin hơn với dạng toán tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng. Thầy chúc tất cả các em ôn tập tốt. Hẹn gặp lại các em trong các bài giảng lần sau.